Grab. Mưa xuân lên gian hàng của Trung Dâu. Trung Dâu chuyên đào rừng và năm nay có cái món mật bết, nhưng mà đang có cái cuộc giao dịch hình đào này rất là đẹp. Hình đào rừng sau một hồi thương thuyết có vẻ như là đã chốt giá 3 triệu. Cành rất là to, cành này về thì có thể chia làm nhiều cành để chơi. Ui các bạn đấy, anh em cắm ở đây từ hôm ngày hôm thứ 22, hôm 22 Tết ấy. Các bác nhìn này, tí nữa hỏi như một số cái giá, nhưng cái này có vẻ là đẹp, đẹp nhìn nó như lê ấy. nó là mận các bác, mận cành rất là khắc khổ, dăm chi nhưng màu da rất là khắc khổ, nó không được tơ như đào, nhưng mà như vậy nó mới đẹp, còn có quả có hoa ấy. Đấy, giao dịch xong rồi, tí nữa mới trở đi này. Đẹp thế. Đường Đông Ngạc ấy. Đây, số điện thoại của ông già này, bố em ở nhà này. Nói rồi. À, ship đến tận nơi. À, chở đến tận nơi luôn, có dịch vụ luôn không anh? Có dịch vụ luôn. Cành đào đẹp quá anh nhỉ. Đào phai 5 cánh. Vừa mới đến cái đã thấy có một cuộc giao dịch rồi, mở hàng các bạn, mở hàng đầu sáng 3 triệu. Tôi rất ấn tượng với những cành mận như này, cũng lâu rồi mới nhìn thấy mận các bạn. Ngày xưa ở quê có trồng mận đẹp lắm, có quả có hoa đẹp, chơi lạ đẹp. Bao nhiêu dùng đây đang bán đây, cứ hẳn xe lên đây cho nó ăn đàng hoàng. Ê chú ơi, khách đẹp này chơi rất hay này. Đây này, có quả này, có quả nhìn thân nó rìu. Đây này các bác, quả này. Đấy. Cành nào cũng rất là đẹp. Cành nào cũng rất là đẹp. Quên mất chưa hỏi là bao nhiêu tiền. Đấy. Có lộc lá, hoa quả. Rất là khắc khổ. Đấy, đốt gốc luôn. Đấy, đốt gốc luôn nhé. Các bác biết đốt gốc làm gì sao không? Thứ nhất là để cho nó tươi lâu các bác nhá. Bởi vì khi mà theo tôi hiểu các bác nhá, thì đốt cái gốc để cho cái nhựa ở gốc khô lại, nó không bị chảy xuống, mình làm nó tươi lâu. Đây các bác ạ, đấy, cái vết thương ấy nó đã bị khô lại rồi thì tươi lâu. Thì cũng có thể là có những cái lý do khác, nhưng mà từ xưa đến giờ thì ông cha ta cứ đốt như vậy thì bảo tươi và lể, nó nở nó bền. Thì mình cũng chẳng biết, cứ làm từ ngày xưa giờ đi. Ở bên, bởi vì nhà tôi cũng trồng đào mà, thì cứ làm theo các cụ như thế. Đấy, dịch vụ đốt gốc luôn. Đốt gốc luôn. Thú vị lắm các bạn. Đấy, một cành rất là to. Ba triệu cành này, theo các bác là rẻ hay đắt? Có vẻ là rẻ đúng không? Đấy, có dịch vụ hết các bác nhé, từ ship đến tận nhà cho đến đốt gốc đào. Đây à, đốt luôn cho khách này đúng không chị? Đốt gốc luôn này đúng không? 077 hả? Đốt gốc luôn cho khách à? À không, đấy là không khách đàn cho. Tưởng là đốt gốc luôn. À,
à, mấy anh em ở đây liên hoan các bác, cũng có thể là đốt gốc luôn cho khách được, vì nhiều các bác hiểu là ở trên đô thị này mà để nhóm được ít dơm mà đốt gốc thì khó lắm, cho nên ở đây là có dịch vụ luôn, có dơm nước luôn, nhưng mà đây là cái đám thui thui con chó. Tôi tưởng đốt cho khách cái gốc kia luôn. À, đi ở vòng xem mà Trung Dâu có những cây gì. Cái gian hàng là từ cái chỗ cái khung này này, khung ở loại đóng vào khung đàng hoàng này, rất là chắc chắn, là hôm nay làm rất là quy mô, rất là quy mô. Nhìn xem có ưng cành nào. Đào ở trong kia thì là đào đào Bắc mình rồi, đào Tây Bắc, đào Tây Bắc. Đấy, đặc điểm của đào Tây Bắc các bác nhé, dăm dài mập và hoa to thưa các nhé. Còn đào đào mà miền Bắc nói chung không phải miền núi thì không phải miền lạnh thì hoa dăm của nó nhỏ, nó nhỏ hơn và hoa nó mau hơn các bác nhé, hoa nhỏ hoa mau hơn. Đấy thì còn độc đáo với những cành mận này, thứ nhất là nó đẹp hơn đào các bạn, đẹp hơn đào và nó cũng có cái độc đáo, tất nhiên là màu nó trắng trắng này, nó chơi theo cái kiểu khắc cổ và rêu phong này. Đấy này các bác nhìn, nếu như ở miền xuôi thì khó có được có những cái này lắm, kể cả lâu năm có khó lắm, có nhưng mà ít lắm, nó không được dày như này đâu, chỉ có miền núi mới nó mới những cái địa y, những cái rêu nó bán ở người thân như này. Đấy các bạn, khi đã hỏi giá một số cái cành ông chủ cũng không bận. Đây, quả rất nhiều này. Sau Tết lại có cái món là lê các bạn, món là hoa lê ấy. Đấy, sau Tết món hoa lê rất là đắt ấy. Nó na ná, hoa mận này, cánh nó gọn gàng hơn, cánh nó dày, nó gọn gàng hơn. Đấy, mà theo anh em chơi thì bảo là nó để báo hiếu cái gì đấy, thì có một cành lê ở nhà rất là đắt các bạn, nhưng mà nhiều người vẫn rất là mua sau Tết này. Sau Tết là chơi lê. Bày tại địa chỉ là 4474 Lạc Long Quân, chỗ trường trung học cơ sở Nhật Tân ấy, là gần hết đường Lạc Long Quân này. Quả mận rất là to. Ra chỗ chủ chỗ đi. Đấy, các bé vẫn chưa được nghỉ học. Cành này rất là đẹp, nói chung cành nào đẹp. Đào này thì các bác ạ, ở trên Mộc Châu hay là miền núi các bác, thì bây giờ đồng bào trên ấy cũng rất là biết, rất là kinh doanh cái đào này, chặt lên chặt là bán đấy, và thậm chí chặt thường xuyên, cho nên là năm nào nó cũng có cành tơ như này.
chứ nó không còn nhiều những cành cổ như thế là mận như này nữa. Mận thì còn cổ thì là mận thì không có ai chặt, các bác hiểu không? Ít, chứ không phải không có ai chặt, ít người chặt cho nên là cành nó sẽ được già như này là còn nhiều. Còn đào thì thường là cành tơ hết, bởi vì năm nào cũng có lái đào lên chặt thì sang năm nó lại ra cành tơ, cành mới, cành non. Vậy là gian hàng của Trung Dâu rất là mùa xuân này. Mùa xuân hôm nay là 26 Tết rồi, 26 Tết rồi. Có lẽ là sẽ còn nhộn nhịp đến tận 29 Tết. Ở đây thì cái cây đang trưng bày đấy. Ví dụ cái cây như này thì bao tiền anh? Ví dụ hẳn quát to này thì bao tiền? Khoảng 12-13 triệu. 12-13 triệu. Và hôm qua thì 15 triệu. Cành thì đây là cây như này 15 triệu cái cây này đúng không? Còn những cái cành như này thì nó khoảng từ bao nhiêu đến bao tiền anh? Cành đâu đây ạ? Đấy, ví dụ nó dao động từ 2 triệu 2 triệu 2 triệu 2 triệu rưỡi thôi. Đẹp nhỉ. Còn đào thì sao anh? Đào đằng kia. Đào à? Chắc loanh quanh tầm loanh quanh 3 triệu nhỉ? Tầm khoảng 3 triệu rưỡi. 3 triệu. Có cành 4 triệu. Đấy, tùy đồ đẹp. Đấy. Đây. Đấy, dịch vụ xe luôn. Rất vui quá ạ. Mà có tí mưa này không sao, mưa to thì ngại, mưa bụi này không sao, mùa xuân. Đấy, và tôi thích cái thời tiết này, nó không quá ướt đầu. Đấy, ví dụ cành này 15 triệu. Đây là hẳn một cái cây chứ không phải là cành các bạn. Hẳn một cái cây đấy. Và cũng thực tế là rất vất vả mới lôi được ra đến Hà Nội các bạn. Nó trong rừng sâu mà. Rừng sâu. Đấy các bác, nó hẳn một cái cây luôn. Hôm qua anh ấy bán được mấy cây như thế này. Đấy, thì rất là to cao, nó cao tầm khoảng độ 4 mét. Khoảng 4 mét là đến tận đỉnh ngọn này. Khoảng 4 mét. Đấy các bác, còn cành này thì vừa bán. Đang ship đến tận người mua luôn, tận nhà người mua luôn. Hai bên đường quanh, hai bên đường dọc từ dưới Hoàng Hoa Thám lên đến tận hết Lạc Hồng Quân. Đấy các bác, những cành như này dao động từ khoảng 2 triệu gì đấy. Vừa nãy nói chung vẫn nói đào này cũng vậy, tùy độ đẹp. Nói chung là toàn tiền triệu cả bác nhá. Rồi. Đấy thì các bác đã sắp sửa gì chưa? Có muốn chơi một cái cành mất như này không? Thì lên đây các bác nhá. Và ta hưởng không khí mùa xuân rõ ràng nhất ở và nó đối với người Hà Nội thì nó có rất có nhiều ý nghĩa là chúng ta lên cái mạng phía trên này. Đấy, các bác nhé. Nó là thủ phủ của đào của mùa xuân rồi. Vâng. Nhưng đây nó không khí nó sẽ khác. Mặc dù vẫn cùng cách nhau có thậm chí là chỉ hàng mấy cây số thôi, nhưng mà cái không khí ở trên này là khác. Các bác nhé. Rồi. Tôi sẽ di chuyển đi một số cái gian hàng khác để quay phục vụ các bác nhé. Chúc các bác tuần mới thật nhiều sức khỏe nhé.